kích hoa những chậu đen rô nắng mà ra hoa nhiều, vòi hoa gì đó thì không cần mình phải sử dụng quá nhiều chất kích thích để kích hoa đâu anh chị. Chỉ cần anh chị làm sao chăm cây khỏe là tự động những cái dòng đen rô nó sẽ ra hoa. Ở đây thì chủ yếu là tập trung về thời gian thôi. Thay vì nó nở sớm hay nở trễ, hoặc là nó nở đúng Tết, thì nở đúng Tết lúc nào thì cũng khiến anh chị vui vẻ và hài lòng hơn. Thì sẵn tiện nhân đây thì Hoa Lan Di Phong cũng chia sẻ anh chị một trong những cách để làm sao để kích hoa dendro nở đúng Tết. Đối với những chậu dendro nắng khủng á, thì việc kích hoa tương đối dễ dàng hơn. Anh chị có thể chọn thời gian là từ những ngày đầu tháng 10. Anh chị có thể kích hoa bằng 630-30 hoặc là lân với kali cao hơn, loại phân bón nào cũng được. Hoặc là anh chị có thể tìm mua một dòng phân mà hiện tại đang được đánh giá rất là cao trên thị trường hiện nay, mà ai cũng có bán hết, giá thành rất là rẻ. Đó là cái hũ này nè anh chị, để móc trong túi ra nha. Hũ đây gọi là VTL17. Với liều lượng là 2 giọt trên 1 lít nước thôi anh chị. Anh chị phun toàn bộ cây, phun toàn bộ cây và phun vào lúc buổi sáng. Và anh chị lưu ý giùm em, sau 2 tiếng thì anh chị nhớ xả nước lại nha. 2 tiếng, 3 tiếng cũng được, nhưng mà anh chị phải xả trước khi trời nắng lên. Tại vì nắng gắt lên mà phân kích hoa mà còn động trên đây nè, nó rất là dễ gây vàng lá. Anh chị lưu ý giùm em anh nha. Thứ nhất là đúng liều lượng 2 giọt trên 1 lít nước, phun và xả lại nước để tránh hiện tượng vàng lá. Và hy vọng rằng VTL17 sẽ đem đến những cái chậu dendro khoe sắc rực rỡ vào dịp Tết 2023 năm nay. Anh chị nào đã sử dụng VTL17 rồi, hãy cho Hoa Lan Di Phong những cảm nhận về VTL17 này nha. Và đặc biệt hơn nữa, VTL17 hiện tại đang bán đại trà trên thị trường, anh chị có thể tìm mua nha.